Thưa quý vị, Aeon Mall Việt Nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ với tỉnh Đồng Nai để nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại Aeon Mall trên địa bàn của thành phố Biên Hòa. Vào ngày 20 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Mall Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Đồng Nai về việc nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại Aeon Mall trên địa bàn của thành phố Biên Hòa. Theo dự đoán, nhiều khả năng dự án trung tâm thương mại Aeon Mall nhiều khả năng sẽ được xây dựng tại Cù Lao Hiệp Hòa trên địa bàn của thành phố Biên Hòa với quy mô khoảng 10 hecta. Bởi lẽ nơi đây có tổng diện tích gần 700 hecta, nằm ở vị trí cửa ngõ của đô thị Biên Hòa. Mục tiêu của Aeon Mall Việt Nam trong thời gian tới là sẽ đưa vào vận hành khoảng 20 trung tâm thương mại. Trong đó, tỉnh Đồng Nai được Aeon Mall Việt Nam xem là điểm đến có nhiều tiềm năng vì dân số đông với hơn 3,1 triệu người. Trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.